Chào mừng quý vị và các bạn đến với Blog Tim Thi Thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục tin nóng để cập nhật những thông tin nhanh và nóng trong ngày. Những khác biệt không thể chối cãi giữa trai FA và trai đã có gấu. Bạn đã có gấu chưa? Vậy lúc đã có và còn độc thân, bạn cảm nhận được sự khác nhau như thế nào? Đây là những khác biệt mà bí kíp yêu rút ra được. Cùng xem nhé! 1. Mày râu nhẵn nhụi. Sự khác biệt phải kể đến đầu tiên, đó chính là củ lột xác ngoạn mục về ngoại hình. Đa số các chàng trai sau khi có gấu đều trở nên mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Một số vì tự giác, số khác vì bị ép cạo râu. Suy cho cùng, khi đã có gấu, các chàng sẽ tự biết làm thế nào để xuất hiện tươm tất và chỉnh chu hơn. 2. Điện thoại muốn cháy máy. Thời gian gọi điện thoại cho gấu thì đảm bảo trai FA phải chào thua trai có gấu rồi. Gấu là ưu tiên hàng đầu. Những lần tám chuyện ngọt ngào cùng người yêu sẽ rất khó để những anh chàng này kết thúc. 3. Gấu luôn được ưu tiên. Chúng ta vẫn còn là anh em cho đến khi một đứa trong đám có bồ. Quả thật không sai. Tiệc tùng, những buổi cày game với anh em sẽ tự động chuyển thành các buổi tối xem phim lãng mạn, những bữa ăn ấm áp đậm đà tình gấu. 4. Đừng nghĩ đến việc thêm bạn. Đối lập với các chàng độc thân vui tính, luôn sẵn sàng chấp nhận các lời mời kết bạn đến từ những cô gái, thì những anh chàng đã thoát khỏi cảnh FA có muốn quan tâm cũng không được vì việc phải giải thích với người yêu về một người con gái mới còn rắc rối hơn cả việc vô tâm với những lời mời kết bạn. 5. An toàn là trên hết. Không giống những người đàn ông còn độc thân đam mê tốc độ, những người đàn ông đã có người phụ nữ gắn bó, nhất là đã kết hôn, sẽ không dám liều lĩnh như vậy. Nói theo một cách vui tai thì cứ như thế này hoài, thì vợ mình ai xài, con mình ai xài. 6. Chỗ ngồi cũng thay đổi. 7. Tiền không chỉ của riêng mình. Khi đã kết thúc quãng đời FA thì ví tiền của các chàng độc thân dày bao nhiêu thì ví tiền của các chàng này lại càng mỏng đi bấy nhiêu. Lý do chắc là cán bộ coi thi không giải thích gì thêm mất rồi, hay giải thích một cách đơn giản, không cánh mà bay cho an lòng chiến sĩ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Hãy chia sẻ những cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới. Và kiểm tra xem mình đã đăng ký nhận tin hay chưa. Nếu chưa thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình. Và bây giờ thì quý thính giả có thể nhấn vào đây để chúng ta cập nhật thêm những thông tin nóng hổi hơn. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.